Sáng nay ngày 25 tháng 3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại quán karaoke Kingdom trên đường Trần Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng nay, đám cháy bất ngờ bùng phát từ tầng 3 của quán karaoke Kingdom. Sau đó đám cháy lan nhanh sang tầng 4. Ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ, gồm cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, lực lượng quân đội, các phương tiện cứu hỏa để chữa cháy. Sợ tòa nhà có thể xảy ra nổ lớn, lực lượng chức năng đã sơ tán người dân cạnh karaoke Kingdom ra khỏi vùng nguy hiểm. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung hai bên đường chứng kiến vụ cháy, khiến giao thông qua đây ùn ứ. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong quán karaoke có 3 nhân viên đã kịp thời chạy thoát ra bên ngoài. Đến gần 10 giờ sáng nay, lực lượng cứu hỏa đã tạm thời khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, nhiều tài sản ở bên trong đã bị thiêu rụi. Được biết, quán karaoke Kingdom gồm 6 tầng với hàng chục phòng hát có quy mô lớn nhất ở thành phố Hà Tĩnh.